Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là cha của mình kêu về nhà cha cho trái mớp. Thì dàn mớp của cha nè, cũng được mười mấy trái gì đó cả nhà. Nhưng mà lên là chừng như là hiện tại là có một cái bầy cá dưới cầu suối, dưới cái kênh đó cả nhà. Nó là bầy cá lăng, nó ụt rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua bờ kia bên kia, mình sẽ chài coi dính được bao nhiêu con thì mình về mình sẽ chế biến qua ngay cả nhà. Cả nhà thấy cái hết hồn, thấy nộp á. Thôi giờ mình sẽ đi chài cho cả nhà xem nha. Quá chí cái bầy cá này cả nhà ơi. Ngâm ngâm lâu lâu chút. Ô, nó chạy trên kia rồi. Chạy tới kia rồi. Động á. Cái chạy nhỏ quá. Ơi cũng có kìa. Ồ, quá trời luôn. Ôi ôi. Rồi đủ ăn rồi, về. Qua đây thảy chạy nữa. Hỏi mãi mà ở dưới kia chạy thảy là cái gì nữa. Trên đây luôn nè, quá trời luôn mẹ ơi, dính tới trên đây luôn nè, dính tới trên lúc đầu, cái này gỡ phải kỹ. Cái này một trời một rồi, dư ăn luôn rồi. Đủ kho lạc này nó giống giống như cá cha con vậy ha. Cá cha con thôi để lấy à, để thôi nó gối á, vụ hai ngày thuốc đi khó gỡ khó chứ, nó tới ba ngạnh luôn mà con này nó đâm nhất. Nghe là chai mà bự chút xíu nữa ha, quay chai bự cái tấm hết trơn luôn rồi. Con đầu tiên nè, cái này ăn mềm nó béo nè, béo lắm, hồ lạc này. Giống như cái chả con vậy. Quên này cô lại này vô mua cà chua với gạo cần kho ngót ra tới luôn, cái nào cũng kho cũng được. Ở bên này em đó rồi, bên đây có 30 con á. Sáu nói khó hơn nữa. Chưa biết. Chưa biết. Con này con bự bự không thấy mẹ. Ừ. Con nó nhỏ lên.
mua chả cán đi lại kêu các nó thôi, cái bài hát biết cái này chắc cỡ khoảng 30 rồi. Quá trời ngồi gỡ không? 10 con rồi đó. Tại cái chai này nó nhỏ, cái chai này bự chút xíu nữa thôi dứt hết luôn nguyên bầy luôn. Điếm luôn. Cá nhìn nhìn thấy ngon chứ sao? Hết bậy luôn, chơi hết không hết, còn nhiều đi lên trên kia quá trời. 22 25 con nó đỡ luôn. 28 con, chạy một chạy 128 người ta. Con nào mới không? Bắt được luôn. Đây gỡ gì hết. Con. Đi đây đủ kho lạc ăn rồi đó cả nhà. Quá ngon luôn. Như vậy là đủ kho lạc rồi. Cái này ăn rất là béo luôn. Đây cả nhà, mình mới đi chợ về. Đó, mua được 3 trái cà, mấy trái ớt. Cái này rau cần, cái nhà rau cần này mà mình kho ngót là rất là thơm. Cậu này là gạo, này là gạo sống để mà mình ăn nè. Chài một là đủ ăn luôn. Trong thời gian thì nãy đi chợ mua rau thì vợ cũng đang ăn sạch rồi, giờ mình kho thôi, kho ăn cơm thôi. Cá nhìn thấy ngon quá, cá này béo dữ lắm nè. Ơi em coi anh sắt cái cọng ra cọng, còn cái lá ra lá nha, rồi bầm cho anh miếng tỏi, rồi có gì anh chế đổi rồi anh nấu nước xong mình kho cơm. Cá lăng này mà kho ngót là đúng bài luôn đó em. Béo hả? Hồi nãy anh có mua được thêm được mấy trái chanh đó, có gì hồi cái mình lấy chanh mình dắt vô cái mình lấy rau sống đó mình chấm á, là đã luôn, béo nhạy luôn. Hồi sớm em hồi sớm mà ở trên mẹ mà có cái chài bự á, là nó anh chài một cái ha, không cả ký cái thở anh chài một cái nó dồn bên kia nó nhục nhau hết chứ. Lấy xong rồi cái em biết sao không? Sao đổ nước vô, xong rồi nước sôi cái mình bỏ cá vô mình phớt vô. Ba chị về không? Này về vui quá trời ơi. Thằng 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 ác à.
Anh coi em cho nồi cơm đi, anh đem cái nữa anh bỏ cao vô là chín rồi đó. Nấu cái gì về mình phải vớt bọt cho tỉ nó không tanh. Anh đâu em? Rồi xong mà có gì em cho nồi cơm đi nha. Nấu này nhớ là ăn cơm được. Nó cũng giống như canh chua, mình phải dưới muỗng nước mắm vậy nó mới thơm. Cho cần nó thơm rồi mà nước mắm vô rất thơm. Cho hành vô nữa. Cha tôi xì cha. Cha tôi xì. Ăn gian cha hả? Gì? Như đây đôi trắng đây. Nó vợ cơm ăn anh ơi. Tôi xì. Hả? Nấu cơm à? Chín rồi hả? Chín cha. Mẹ không giấy đó mẹ nhìn. Nấu cơm ăn con. Hai cha con, hai mẹ con. Ha, lại chứ. Hai mẹ cha. Hai mẹ cha con gì quá trời xì. Quá trời xì. Trời xì tiếp. Thôi được rồi, đi dùng cơm. Dẫn ngay đi chứ. Đi ra dọn bạn á. Ngồi xuống té. Đó mình chơi. Mà cái nhà ăn cơm. Con là cô chú con cơm. Đi với mẹ con với cha con. Ăn cơm cái. Nó cái đèn cháy rồi. Cô chú anh chị và các bạn dùng cơm với gia đình nhỏ mình nha. Này là cô chú anh chị ăn cơm con. Ăn con. Chanh dắt vô mới được. Nè để anh kia đi. Anh tới không? Hả? Chị nóng như con. Cái này chụp lên chút xíu. Này vô. Dắt con chanh vô. Hộp không? Có hộp không cha? Hả? Có hộp không? Không con, sẽ dắt đâu cho hộp rồi. Khe nước luôn. Rồi con ăn cơm đi. Con hộp nhỏ giờ con thấy hộp không? Con thịt con nặng. Thôi con muốn ăn trứng thôi, con muốn ăn thịt cho ngán. Đúng rồi. Thịt ngán quá. Khoan một chai một. Đủ kho luôn. Hên. Cái cơm này nè mình gói tại nãy thiếu không có salad, phải có salad, mua miếng salad này. Không có salad. Ngon quá. Béo hết. Cơm nó béo. Béo thì con. Chua. Anh mới dắt chanh á. Lấy cái nhiều chua. Cái gì cho? Cha vậy là con múc mình ơi nè. Múc mình ơi là một nè. Múc là múc mình ơi là hai nè. Múc mình ơi là ba nè. Múc mình ơi là bốn nè. Năm chứ. Năm với năm bằng 10. Không cha. Đây bên kia tòa người ta mở nhạc quá trời rồi. Để nào có luôn mà. Hả? Con ăn giỏi hơn cha mà mấy ngày nay cha bị dư đẹn á, cha không bằng con. Con ăn giỏi quá. Bị lẫn không cha? Béo dữ rồi cha. Cha bị lẫn bên phải bên trái. Đây đang ngay giữa. Cha bị đang ngay giữa chứ không có trái phải. Anh để em ăn cơm xong rồi em đi mua nước mát cho nước. Mua cho má. Cái tầm. Gần
rau nhiều vô tốn em, con rau vô tốn con. Cay. Đâu có cay rau cay gì. Nghe con. Giờ em dầm con chiếu ớt hay với em. Chấm á. Nó dầm nó cắn bên trái mà. Nó dầm đâu. Mà tại miệng bị đau quá chứ ăn gì cũng gác đi. Mình nhìn ba mẹ. Ăn con. Con mặn lên. Nhìn chín. Mình mẻ lên. Mình mẻ lên hả? Mình mẻ lên sao? Vậy là mạnh mẽ lên nè. Cái này ở đâu vậy? Ừ. Mẹ con có múc này không? Mẹ múc cho con. Tiểu. Đó là mấy cái khác nấu đâu bằng nè. Còn ngót mà. Thôi con nhận cái béo rồi con. Cái này cô béo không mà nè. Thôi nào. Béo rồi. Béo. Thì mày cắn cái răng mày béo. Cái răng mày nó béo. Rồi. Nè, cái răng mày béo. Nhớ là mát rồi. Mà cá thì giống cá gì nữa không? Cấp, cá cha con á. Ừ. Đi ăn. Mà cá này béo hơn. Ừ, béo nhiều. Béo hơn. Ăn cá nè. Ăn dao kìa. Dao như đẹp da. Đẹp không à? Đẹp. Quy. Mày nói ăn rau gì đẹp da đẹp không? Không. Da phải nhiên vi vậy nè mới đẹp. Mà có mà cái da mày mục hoài. Sao da con còn non biết không? Con nói với da mới đẹp á. Ngắt mới da mới đẹp á. Thấy lại mẹ lớn tuổi rồi biết không? Mẹ lớn tuổi mặt mẹ mụn quá rồi. Con nít sẵn hồi em đi mua giùm anh liều thuốc thôi. Thuốc gì? Đạn á. Ừ. Mua đi cho má mua cho anh liều thuốc. Để lát em đi chợ em mua cái gì sọc cái to nó uống mát lắm. Ừ. Em nghĩ ăn phải dựng họ ăn sao gác quá. Cái đúng rồi. Chị chai á. Cơm á. Chai. Cơm á. Cơm hả? Ừ. Cha, cha. Ừ. Có hút chưa cha? Sao? Cách thức cho cháu con hết nè. Giỏi lắm. Thôi giỏi. Anh em ạ. À, em ạ. À, gom gọi. Còn lát hai em ăn củi rồi đi. Tối nay trời mưa. Trời cha. Con cơm hết rồi cha. Cả nhà ơi. Bữa nay là mình được một cái món ăn. À, cũng như là hên dữ lắm. À, thấy được cái bầy cá này nó nổi. Cái chài một chài một. Về được cái món là cá kho ngót. Thì thật sự ngày hôm nay là miệng đau quá, ăn cảm thấy cả nhà cảm thấy ăn không ngon thật, nhưng mà món ăn rất là ngon rồi, tại đây miệng bị đẹn á cả nhà, bị nhiệt miệng á, bởi vì ăn không có nổi, ăn thấy ngơi cả nhà thông cảm nha. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra xem video của gia đình của mình. Chân thành cảm ơn rất là nhiều, hẹn gặp lại video tiếp theo nha, bye bye. Cả nhà cảm thấy cái clip này hay thì cả nhà mong chia sẻ và một like và chia sẻ nữa nha. Ủa gì cha kia dạng con quầy à? Con bé bay giống hoa hậu thân thiện á. Ủa làm bay rồi vậy?